Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên mới về nhà mình nha. Cây này mới khai thác nha, cây cực kỳ già luôn, hàng một cốt nha, lên thân lắc này rất chi là duyên luôn. Cây này có mã là 891 nha, có cái hòn gốc đo là 30, cây cao là 83 tính từ mặt bầu mà lên tới cái đỉnh nha. Cây đang nằm bầu rất trên là 35. Rồi cây này em xin giao lưu nhanh luôn nha, là 950 em bao ship nhà mình là xem tham khảo luôn. Cây một cốt này cực kỳ già luôn nha, này, nút da này rất là già luôn, thân lắc rất là duyên nha. Cái này về nhà mình tháo cái băng keo này ra, lên chậu thêm chất trồng nữa ok nha. Đặc biệt là nhà mình đừng có giũ cái bầu đất nha, nói chung nó dính gì nó dính, nó rớt gì thì nó rớt nha, thì mình lên chậu là bình thường thôi. Phôi thì cẩm thị nó cũng rất là dễ sống nha mình là xem tham khảo nha. Còn mình muốn an toàn hơn nữa là mình cứ tháo cái băng keo vàng thôi, còn bao với cái dây mình vịt bầu á, mình lên cái chậu khác mình nuôi chiền cho nó luôn nha, cho nó an toàn luôn, nên sau này cây nó khỏe là mình sang chậu sau nha. Bên này có cái đường lũa nè, đường lũa âm thân nha, cây rất là già luôn nha mình. Cẩm thị kim cương đen nha, hàng phôi mới về nha mình. Rồi mã số 891 nha, em xin giao lưu nhanh luôn, là 950 bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.